Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Này Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha các bạn. Anh nghĩ là đi ngủ rồi đấy, nhưng mà hơi khó ngủ, tại vì miệng đau quá nên mình cũng lười. Thật ra nếu mà không đọc truyện là mình cũng không không muốn há miệng ra đâu, rất nhiệt nhiệt miệng nhiệt lưỡi, khá là đau. Bây giờ đi xin phép một tập ngắn nhé các bạn. Ai mà có cách nào mà khỏi được cái nhiệt miệng này nhanh thì bảo mình nhé. Mình bôi cái thuốc ở ngoài hiệu thuốc, nó cũng chẳng đỡ gì cả. Bôi nó đỡ được cái lúc đấy thôi, sau đó nó cảm giác nó còn nặng hơn. Súc miệng nước muối các kiểu. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Cái đèn hôm nay nó khá là chói, không hiểu tại webcam hay gì. Thâu Thiên Chi Đạo. Thấy lôi điện đánh tới mình, Xích Long bỗng nhiên ngửa đầu, miệng rồng há to, dĩ nhiên nuốt tia lôi điện kia vào trong bụng, sau đó cúi đầu. Dã phòng lan tỏa long nữ, bụng khẽ động, một đạo khí lưu mạnh mẽ dâng lên, sau đó hé miệng, dĩ nhiên hóa ra một đoàn điện quang dữ tợn đáng sợ. Sau khi đạo lôi điện kia vào trong bụng, dĩ nhiên hóa thành lực lượng của nó phun về phía trước. Ách một tiếng, trước người long nữ bày ra từng đạo cấm chế, ở dưới điện quang tất cả đều bị phá tan, thẳng đến bị lôi quang đánh vào trên người, nhất thời trong miệng phun ra máu như là diều đứt dây bay ra sau. Các tân khách của Hồng Hồng đại hội kia vốn đang gào thét xông lại trợ giúp long nữ, lại không nghĩ rằng còn chưa vọt tới trước mặt đã thấy long nữ bay ra sau, không khỏi ngẩn ngơ. Phát hiện long nữ rơi xuống hạ phong, nhất thời lại do dự không dám tiến tới hỗ trợ, chỉ là còn chưa ra quyết định có nên lui hay là không, Xích Long đã gào thét vọt tới trước mặt bọn hắn. Ngăn nó lại, ngăn nó lại! Mọi người không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là kêu to, vội vàng đánh ra pháp thuật pháp bảo ngăn cản Xích Long tiếp cận. Nhưng Xích Long tới quá nhanh, rất nhiều người pháp thuật còn chưa thành hình, pháp bảo chưa tế ra, Xích Long đã vọt vào trong đám người, móng vuốt vỗ tới xé rách 4-5 người, đuôi quét qua lại có hơn 10 người hóa thành huyết vụ, miệng táp tới trực tiếp nuốt 3 người vào trong bụng. Quay đầu lại, phốc một tiếng, nhổ ra một thanh phi kiếm dính vào kẽ răng. Công chúa! Trên lưng Kim Ô, Hải Xà Tinh thấy Xích Long điên cuồng tàn sát cũng phẫn nộ không gì sánh được. Chỉ là nàng bị Phương Hành gián định thần phù, mặc dù có thể thấy được ở dưới đại chiến, nhưng không cách nào có thể nhúc nhích, chỉ có thể lấy ánh mắt phẫn hận nhìn Phương Hành. Trong lòng đã không biết mắng tiểu hỗn đàn này bao nhiêu lần. Thật là hỗn đàn không có lương tâm, người đến cùng có phải là nam nhân hay không? Phương Hành lại không nghe Hải Xà Tinh mắng, lúc này đang nhìn chiến đấu biến hóa, siết chặt nắm tay. Tốt xấu gì cũng là nữ nhân ta đã ngủ qua, quả thực phải giúp. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, tựa hồ đã có quyết định. Kim Ô nghe được lời của hắn, nhất thời kinh hãi, thấp giọng nói. Người điên rồi sao? Lấy cái gì giúp nàng? Đừng nói Phong Long kia, coi như là hai vị nương vương tử kia cũng đều là kim đan cảnh, cái nào là chúng ta có thể đối phó được? Lời này cực kỳ hiện thực. Thương Lan Hải Chi Tranh chính là nội bộ của thế lực mạnh nhất thiên hạ phân tranh, đã không phải là tiểu nhân vật như Phương Hành và Kim Ô có thể nhúng tay. Dù Phương Hành ở trúc cơ cảnh vô địch thì thế nào, phía dưới chinh chiến là bốn vị long tử long nữ cũng đều là kim đan cảnh, hơn nữa huyết mạch mạnh mẽ, lực lượng còn mạnh hơn kim đan cảnh bình thường rất nhiều. Thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn ở xa nhìn xem cũng đã bị khí thế kia chấn nhiếp. Nếu như muốn tham dự ở trong đó, chẳng phải là muốn chết sao? Phương Hành nhìn đại chiến, trao mày, đau khổ suy tư. Hắn rất nhanh trí, kim đan cảnh cũng từng lừa gạt không ít, thậm chí còn hố giết 12 vị kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra. Nhưng đó là dưới tình huống có chuẩn bị, hôm nay trận này chém giết, hắn lại không chen tay được, lộ mặt chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc mới vào tu hành giới, loại cảm giác vô lực kia lại từ đáy lòng hiện lên. Trong tu hành giới, đúng là vẫn còn lực lượng vi tôn, bản thân ý đồ xấu nhiều hơn nữa cũng không phải giải quyết được tất cả phiền phức. Phương Hành, ta nghe qua danh tiếng của ngươi, luôn luôn bội phục, nhưng hôm nay nếu như là ngươi không dám xuất thủ tương trợ công chúa, chẳng phải là ngay cả người bình thường ở trong Hồng Hồng đại hội cũng không bằng. Nữ nhi long tộc vạn năm trung trinh không thay đổi, ngươi đừng để công chúa thất vọng. Hải Xà Tinh lo lắng, ở lại dưới tác dụng của định thần phù,
du động một tia thần niệm, nỗ lực truyền âm cho Phương Hành, tựa hồ còn ôm một chút kỳ vọng. Trong lúc cấp thiết, chỉ muốn khuyên Phương Hành xuất thủ tương trợ. Cái gọi là cây có bóng, người có tên, hôm nay danh tiếng của Phương Hành cực thịnh, cuối cùng vẫn gửi hy vọng vào trên người hắn. Chỉ bất quá, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Phương Hành lại biết mình không có thần thông quảng đại như nàng nghĩ. Tuy hắn lớn mật, nhưng trừ ép hắn, trừ khi ép, bằng không trước khi làm chuyện gì, trước tiên sẽ dùng bảo mệnh làm đầu. Đụng phải là tồn tại, không thể đụng. Khi cần ra vẻ đáng thương, thì sẽ không chút nào do dự ra vẻ đáng thương. Hôm nay không hề có chút chuẩn bị, đi trêu chọc tồn tại, mình không chọc nổi, trái tim không khỏi có chút do dự. Thường ngày một ý niệm trong đầu đã liền xác định chuyện kế tiếp, hôm nay Phương Hành lại do dự. Cũng không phải hắn thiếu nhuệ khí, nhưng tất cả mọi thứ đều phải lấy mạng làm đầu. Đây là chân lý mà ai cũng không thể tranh cãi được. Đang do dự, Kim Ô bỗng nhiên vỗ hắn như ám chỉ cái gì. Hôm nay bọn hắn trốn ở sương mù của Phương Hành. Đứng ở trên mây, Phương Hành và Kim Ô, Hải Xà Tinh đều cách chiến trường rất gần, chú ý trận ác chiến phía dưới. Mà Liên Nữ thì không hề hứng thú, ngồi xếp bằng ở một chỗ khác, hai tay cầm tôm hùm tách ăn, bên cạnh còn bày một chén chuối tiêu. Phương Hành nhìn qua, nhất thời hiểu ra, cùng với Kim Ô liếc mắt nhìn nhau. Kim Ô gật đầu, ý bảo hắn chỉ có biện pháp này. Phương Hành quyết tâm nghe theo Kim Ô. Mà Liên Nữ thì không hề hứng thú, ngồi xếp bằng một chỗ khác, hai tay cầm tôm hùm tách ăn, bên cạnh còn bày ra một chén muối tiêu. Phương Hành nhìn qua, nhất thời hiểu ra, cùng Kim Ô liếc mắt nhìn nhau. Kim Ô gật đầu, ý bảo hắn chỉ có biện pháp này. Phương Hành quyết tâm nghe theo Kim Ô. Hai vị này đã quyết định, đột nhiên nhảy dựng lên. Hải Xà Tinh hoàng sợ, còn cho rằng bọn họ rốt cục đã quyết định muốn xuất thủ tương trợ công chúa, lại không nghĩ rằng hai người đồng thời nhảy lên bên cạnh thị nữ ăn tham kia. Phương Hành nhẹ nhàng lay Liên Nữ một bộ chân chó, Kim Ô thì cười hì hì ở bên cạnh quạt gió, tựa như là hai hạ nhân. Bọn hắn làm cái gì? Hải Xà Tinh rất không giải thích được, không rõ ở thời điểm quan trọng như vậy hai người này vây thị nữ kia làm gì. Nàng cũng không biết thân phận của Liên Nữ, chỉ cho rằng nàng là nha hoàn ở bên người của Phương Hành. Rõ ràng còn nhớ Phương Hành đã từng vì vuốt mông ngựa bán nàng cho Viên Gia công tử, xem ra chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Phương Hành dụng tâm nghĩ, bóp vai rất là chuyên nghiệp. Liên Nữ duỗi người, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Nàng nhẹ nhàng kéo thịt tôm hùm ra, chấm bút muối tiêu, tiện tay ném cái càng không đi, mà cười như là không cười nhìn Phương Hành nói: người bình thường cũng không biết điều như thế, là muốn cầu ta chuyện gì à? Phương Hành cười hắc hắc nói: à, cũng không cần phải nói rõ, người cũng thấy đấy, mấy con rồng phía trước mạnh như vậy, hai chúng ta xuất thủ chính là muốn chết. Đường kim thiên hạ, chỉ có đại tiểu thư xuất thủ thì mới có thể chấn áp mấy con rắn kia. Kim Ô hăng hay, Kim Ô quạt gió hăng say, ở một bên nói giúp vào: đó là đương nhiên, ngay cả lão Long Vương cũng quỳ ở bên ngoài khuê phòng của đại tiểu thư, huống chỉ là mấy con tiểu long. Chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý xuất thủ, đối phó với bọn hắn còn không phải là sự tình trở tay. Liên Nữ thở dài nói: hừ, vuốt mông ngựa cũng không cần thái quá như vậy chứ. Năm đó khuất phục đám người kia để cho bọn họ quỳ ở trước tiên điện nhận tội không phải là ta. Tòa tiên điện kia cũng không phải là khuê phòng của ta, chỉ là mượn tiên điện náu thân mà thôi. Về phần mấy tiểu long ở phía dưới, nếu chân thân đến đây chấn áp bọn hắn không thành vấn đề. Chỉ tiếc bây giờ ta chỉ là một phần thân. Vẻ mặt Phương Hành đau khổ nói: ý tứ chính là người không giúp được. Liên Nữ nhún vai một cái, ý bảo hắn tiếp tục bóp vai như không có chuyện gì xảy ra nói: cũng có thể nói như vậy, phần thân này lực lượng cơ bản vẫn là một ít, nhưng không cách nào khuất phục tất cả bọn chúng. Nhưng nếu liều mạng cứu vị trưởng công chúa số khổ kia vẫn có thể làm được. Chỉ là trước đó ta cần cẩn thận hỏi ngươi một câu, thật muốn cứu người ta sao? Phương Hành vừa nghe nàng có thể cứu lòng nữ, nơi nào còn nghĩ nhiều chứ, vội vàng nói: cứu, đương nhiên phải cứu. Kim Bồ cũng nói giúp vào: đại tiểu thư cứ việc yên tâm, phân thân này bị hủy, hôm nào luyện một cái khác không được sao? Lão Kim đáp ứng người, đợi phân thân khác của người tới sẽ tìm tất cả trì chân dị bảo trên thế gian cho người ăn chán thì mới thôi. Liên Nữ cười nhẹ nhàng. Phương Hành nói: hiện tại ta cứu người, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không ai đảm bảo nữa. Phương Hành nghe vậy nhất thời ngẩn ra, tựa hồ không minh bạch ý tứ của Liên Nữ. Liên Nữ cười lạnh nói: ngươi cho rằng ta và hai người các ngươi đi cùng một chỗ,
mỗi ngày trừ ăn ra chính là ăn sao? Được rồi, ta thoạt nhìn luôn ăn, nhưng chưa chắc không phải là đang che chở cái mạng nhỏ của các ngươi. Ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu gây ra đại họa, thật cho rằng dễ dàng trốn được như thế chứ? Ngươi có biết bao nhiêu nguyên anh cảnh thi triển bí pháp tìm kiếm ngươi không? Nếu không phải ta nề tình đoạn nhân quả lúc trước ở bên cạnh ngươi che đậy thiên cơ, ngươi chỉ ít đã bị người ta phát hiện 3 lần rồi. Phương Hành nghe xong những lời này, trong lòng nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn Liên Nữ. Liên Nữ này đổi dáng dấp ham ăn trong ngày thường, hai hàng lông mày xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng nói: lúc đầu ngươi cho ta ăn một hạt huyết điện tử, tuy rối loạn kế hoạch phục sinh của ta, lại để ta tránh khỏi nguy hiểm vẫn lạc ở trong cửu quan hư ảnh. Trong lòng ta, ngươi có ân với ta, ngươi giúp ta tránh thoát một kiếp, ta cũng giúp ngươi tránh một kiếp, là việc công bình. Thanh âm của Liên Nữ dịu dàng, tựa hồ có thâm ý. Còn nữa, bởi vì lúc đó tu vi ngươi yếu kém, lại có thể chống đỡ mê tâm thuật của ta, cho nên ta rất có hứng thú với ngươi, muốn nhìn ngươi lớn lên như thế nào. Lúc này mới chọn ngươi và Ô Nha làm người hầu, tìm kiếm mỹ thực cho ta, nhưng cũng là mượn cơ hội che chở ngươi không bị những gia hỏa bất lương kịp phát hiện. Vốn muốn che chở ngươi đến kim đan cảnh, tốt xấu gì cũng có thể có chút vốn liếng tự vệ, nhưng hôm nay xem ra duyên phận phải chấm dứt rồi. Nói đến đây, thần sắc nàng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: ta có thể giúp ngươi xuất thủ cứu người, bởi vì ta cũng có chút cảm thương tiểu long kia, không muốn nàng chết ở chỗ này, nhưng chỉ cần ta xuất thủ, phiền phức phía sau ngươi phải tự mình xử lý đấy. Hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình, làm sắc mặt của Phương Hành cũng có chút âm tình bất định, tự hồ khó có thể lựa chọn. Bất quá loại do dự này chỉ trong nháy mắt ngạo nghễ nói: một đại lão già dựa vào nữ nhân che chở tính là chuyện gì chứ? Tuy tiểu gia sinh ra giống như tiểu bạch kiểm, thế nhưng giống như loại người ăn bám sao? Sự tình của ta là tự ta thu thập, ngươi đi cứu người đi. Liên Nữ có chút kỳ quái nhìn hắn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mỉm cười, ngón tay đưa tới. Trong túi chữ vật của Phương Hành có một ngọc giản trống trơn bay ra. Nàng nắm lấy trong tay, thấp giọng và nói vài câu, sau đó đưa cho Phương Hành, lại ném cho Kim Ô một cái đài sen. Cuối cùng hơi suy ngẫm, rất nghiêm túc nhìn Phương Hành nói: ngươi không tính là tiểu bạch kiểm. Phương Hành nhất thời căm tức, chỉ mặt mình nói: không tính là sao? Không phải là rất anh tuấn à? Liên Nữ cười ha ha, xoay người bước ra, thanh khí bao phủ, thân hình lóe lên biến mất. Thanh âm xa xa truyền đến: chạy mau, tận lực không thi triển linh lực. Phía dưới, Long Nữ đang cùng với Xích Long chém giết lợi hại. Lúc này Long Nữ đã hoàn toàn không có ý niệm thủ hạ lưu tình, chỉ có thể tận lực đánh giết. Nhưng dù như vậy, nàng cũng là một thân là máu, lực lượng của Xích Long cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng. Tuy xuất thủ toàn bằng bản năng, không có trường pháp gì, nhưng cũng không phải là Long Nữ có thể dễ dàng ứng phó. Mà Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử thì cười tủm tỉm đứng ở trong hư không, thoải mái quan chiến. Mẫu hậu thật là hào thủ đoạn, tam thái tử của Long Cung lại bị luyện thành cái bộ dáng như vậy, giống như là một con chó dữ vậy. Ai, chỉ đáng tiếc Long Nữ, nếu mẫu hậu đồng ý ban cho ta, vậy thì quá tốt. Lục Vương Tử điếc hận không gì so sánh được, cúi đầu thở dài. Ngũ Vương Tử có chút chán ghét, nhìn hắn một cái nói: tốt xấu gì chúng ta cũng có một nửa huyết mạch chí thân, ý niệm này của ngươi có chút xấu xa. Ngươi nhìn ta, chỉ muốn ăn nàng, đối với nàng bộ dạng như thế nào, một chút hứng thú cũng không có. Hai người này đã nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới ở trong một đoàn sương mù thần bí, một nữ tử dáng người xinh xắn chậm rãi bước ra. Nàng lạnh lùng nhìn chiến cuộc, tuy cả người đứng ở trong hư không, mắt thường nhìn cũng có thể thấy, nhưng toàn trường nhiều người như vậy lại không ai phát hiện sự tồn tại của nàng, giống như không ở cùng một phương thiên địa. Mà Liên Nữ nhìn cuộc chiến nhíu mày, tựa hồ đang tính toán cái gì đó. Một lát sau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười xấu xa, tựa hồ làm ra quyết định gì, hơi trầm mặt một chút, đột nhiên dương giọng quát: tiểu ma đầu Phương Hành, nhìn ngươi chạy đi đâu. Một tiếng quát này có thể nói là chấn động thiên địa, rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Phương Hành. Bất luận là Ngũ Vương Tử hay là Lục Vương Tử, thậm chí tân khách của Hồng Hồng Đại Hội vừa rồi may mắn còn sống, đều có chút khiếp sợ nhìn về phía hư không. Biểu tình trên mặt đã có khiếp sợ, lại có vui mừng. Tiểu ma đầu Phương Hành hôm nay chính là danh nhân. Hắn ám sát Hoàng Phủ Đạo Tử, hố giết 12 vị kim đan cảnh của Hoàng Phủ ra, đã truyền khắp tu hành giới, được cho là đại sự.
lớn nhất của Nam Chiêm Bộ Châu trong trăm năm qua. Cho tới hôm nay, Hoàng Phủ Gia còn hạ pháp chỉ ban thưởng cho người đỏ mắt, vô luận chết sống chỉ muốn tận mắt thấy đầu của Phương Hành mà thôi. Đương nhiên trọng yếu hơn là trong lời đồn đại, tiểu ma đầu kia có vô số dị bảo, hầu như chính là một bảo khố di động. Ai có thể bắt được hắn, bảo khố tự nhiên sẽ rơi vào trong tay của mình. Các tu sĩ ai không động tâm? Cũng chính bởi vì vậy, cho dù hôm nay thế cục khẩn trương, nhưng Điền Nữ chỉ quát một tiếng liền dẫn phát vô số người chú ý. Mà Phương Hành đang ở trong sương mù quan sát Điền Nữ làm sao cứu người, lại bị nàng điểm phá hành tích, nhất thời kinh hãi quát mắng một tiếng, cũng không kịp ẩn giấu, đá hải xà tinh vào biển. Sau đó cùng với Kim Ô hăng hái bỏ chạy, trong lòng mắng chửi Điền Nữ. Kim Ô vốn cũng là một ít ngụy trang, chỉ là lúc này nóng lòng chạy trốn lại hiển lộ hình dáng, ở dưới ánh trăng bất ngờ hóa thành một con ô nha hình thể to lớn, hai cánh tay vỗ mạnh hình thành vòng xoáy, cả người lao ra ngoài ba bốn trượng, ba bốn dặm, tựa như là một đạo kim quang. Nhà đầu kia cũng dám hại ta! Một tiếng tức giận kêu to, dần dần theo đạo kim quang kia đi xa. Liên Nữ cười khanh khách lẩm bẩm: giúp người chỉ ra thân phận, đỡ phải người khác không nhận nhân tình, không đến cảm tạ ta cũng phải muốn mắng sao? Dĩ nhiên thật là Phương Hành. Trong đám người có người nhận ra dáng dấp của Kim Ô, nhất thời kêu lớn lên. Mà những người khác cũng ở thời điểm Phương Hành chạy trốn thấy rõ bộ dáng quán, thấy hắn dĩ nhiên là người Hồng Hồng đại hội một cước đạp bay viên bích triền, ở trong lòng càng sợ hãi, không nghĩ tới tiểu ma đầu kia vừa rồi ở bên người mình. Thật là Phương Hành sao? Còn người của Ngũ Vương Tử cũng lạnh lẽo: người này đã ở gần như vậy thì thuận tiện giam giữ, khảo tung tích của cơ duyên. Quát lạnh một tiếng muốn đuổi theo Phương Hành, lại không nghĩ rằng hắn vẫn chưa động thủ, thân hình Lục Vương Tử lại lóe lên lao về phía hư không. Lục đệ, đệ ở đây xem, chớ tiện nhân kia chạy thoát, chớ để tiện nhân kia chạy thoát. Ngũ Vương Tử thấy vậy, tay phải tìm tòi hóa thành long trào chụp về phía Lục Vương Tử, muốn ngăn cản hắn truy kích. Ngũ ca, huynh ở lại trông xem, ta bắt tiểu ma đầu kia, chỗ tốt chiêu huynh một nửa. Trong tiếng cười lớn, thân hình án hóa thành bản thể, đuôi rồng quất về phía Ngũ Vương Tử. Huynh đệ bọn họ lẫn nhau cũng có cạnh tranh, vừa thấy tiểu ma đầu kia phụ cận thì đều muốn bắt ở trong tay. Trong tranh chấp, thậm chí không tiếc động thủ, ngược lại hại bản thân không thu hoạch được gì. Trong chớp mắt, Phương Hành đã chạy trên trăm dặm. Hai huynh đệ kia không nghĩ tới, tiểu ma đầu kia rõ ràng là trúc cơ cảnh, nhưng chạy lại nhanh như vậy. Lúc này mới có chút hoàng hồn, không đoái hoài cãi nhau nữa, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ nhìn xích long chém giết lòng nữ. Mình thì hiện hóa pháp tướng truy đuổi, bọn hắn không có đạt được cơ hội tiến vào huyền vực. Tuy âm thầm nâng đỡ một ít môn phái nhỏ tiến vào, nhưng không có đoạt được quá nhiều cơ duyên có giá trị. Lúc này thấy có cơ hội bắt Phương Hành, ở trong lòng tựa như đốt lửa, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha. Hắn là Phương Hành. Lòng nữ đang cùng với xích long ác đấu, cũng nghe được tiếng hồ kia, trong lòng nao nao. Nàng vốn cực hận Phương Hành, nên không muốn hỏi thăm thân phận, chỉ là muốn làm thịt cái tên khốn kiếp kia để tiết oán khí trong lòng. Nhưng đã có người nhắc tới, tự nhiên sẽ chú ý đi nghe. Về phần nghe được giao hỏa kia phá hủy nguyên âm của mình, dĩ nhiên là đệ nhất tiểu ma đầu ở Nam Chiêm Bộ Châu, trong lòng là tư vị gì thật là khó hình dung. Nhất là khi thấy tên khốn kiếp kia không quay đầu lại chạy trốn, trong lòng càng bí bách, vị tạp trần thất vọng cùng cực. Nhưng lúc này xích long nắm lấy nàng, móng vuốt chộp tới, lợi chảo lạnh lạnh còn sắc bén hơn cả pháp bảo, hiển nhiên là muốn một vuốt bổ xuống đầu của long nữ. Long nữ không kịp né tránh, hơn nữa bản thân thực không phải là đối thủ của tam đệ, trong lòng tuyệt vọng, biết ngăn chặn cũng phí công, động tác không khỏi ngưng lại. Trong mắt của xích long hiện ra khát máu hưng phấn, chộp tới cổ của long nữ không chút lưu tình nào. Giờ khắc này long nữ tới chú ý tới trên đầu của xích long cắm ba cây châm châu, giống như là châm châu ở trên đầu phu nhân kia. Sâu có thể đụng chui, lộ ở bên ngoài chỉ có viên minh châu sáng chói mà thôi. Tam đệ, đều do đại tỷ, năm đó thời điểm trốn đi không mang theo đệ. Thời gian phảng phất như chậm không gì sánh được, trong lòng long nữ dâng lên ý niệm tuyệt vọng. Trước khi chết, ta sẽ giúp đệ lần cuối cùng phá đi cẩm cố. Trong nháy mắt, long nữ giận dữ nhấc lên một tia lực lượng cuối cùng, long thần hóa thành hình người, bàn tay nắm lấy chân châu, châm châu ở trên đầu của xích long hóa thành hình người. Nàng vô luận là phòng ngự hay là sinh mệnh bản nguyên đều yếu đi rất nhiều.
ở trong quá trình tranh đấu với Xích Long càng là hành vi tìm chết. Chỉ là nàng vốn đã tuyệt vọng, lại hy vọng mượn hình người linh xảo rút đi châu đâm. Bàn tay nắm lấy châm châu, Long nữ dùng hết toàn lực rút xuống. Nàng vốn định nhổ xuống ba châu châm, lại không nghĩ rằng châm châu cực kỳ kiên cố, dùng hết toàn lực cũng chỉ rút ra một cây, mà hành động này lại làm lỡ nhiều thời gian lắm. Móng vuốt của Xích Long đã bắt qua, long chảo to lớn so với thân thể thon gầy của nàng bày ra cảm giác tương phản to lớn, thoạt nhìn cả người nàng sẽ bị chảo nát vụn. Long nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi sinh mạng chung kết. Nhưng lúc này chỉ nghe bên tai vang lên tiếng thở dài cùng với tiếng kim thiết va chạm vang lên. Nàng theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng nâng móng vuốt sắc bén của Xích Long. Chủ nhân của bàn tay thì đang bên cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng khẽ cười một tiếng. Long nữ như bị nàng xinh đẹp chấn nhiếp, trong lòng nao nao, cũng nghĩ tới nàng chính là thị nữ của tên khốn kiếp kia. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Một thị nữ làm sao có thể ngăn được một kích của tam đệ? Trong lòng long nữ có rất nhiều nghi vấn, lại quên đến tột cùng nên hỏi cái gì. Là hắn nhờ ta cứu người. Bàn tay của lên nữ phất một cái, một đạo lực lượng huyền ảo bắn ra ngoài, bức Xích Long lui ra vài chục trượng. Chính là cái tên tiểu hỗn đản vừa chạy đi đấy. Sau khi bức lui Xích Long, Liên nữ quay đầu mỉm cười nói với Long nữ. Bàn tay của Liên nữ nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình nâng Long nữ bị trọng thương lên, lại nhìn ánh mắt của nàng khẽ cười nói. Ta vốn định bảo vệ hắn, nhưng hắn muốn tặng cơ hội này cho ngươi, cho nên ta tới cứu ngươi. Bất quá sống chết của hắn ta lại không quản nữa. Đáng tiếc kia vốn là người ta nhìn trúng, hy vọng hắn có cơ hội lớn lên. Sư một tiếng, Xích Long điên cuồng bị Liên nữ bước lui vài chục trượng, lúc này lại vọt tới. Thái độ điên cuồng kia lại không sợ uy thế của Liên nữ, tựa như là không chết không ngất. Mà Liên nữ cũng không có cúng rắn va chạm, lực lượng phất qua đã ở trước người bố trí một đạo quang hoa. Sau đó nàng một tay nắm cánh tay của Long nữ, cất bước đi vào hư không. Một bước hạ xuống, thân hình đã đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là ngoài trăm dặm, bước đi bước nữa lại là ngoài trăm dặm, thân hình cứ như vậy lung lay mấy lần đã triệt để biến mất. Không tốt, là kế điệu hổ Ly Sơn. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đang chuẩn bị đuổi theo Phương Hành, không nghĩ tới chưa bắt được bóng dáng của tiểu ma đầu, quay đầu lại ngay cả Long nữ cũng không thấy. Trong lòng kinh hoàng không cần phải nói, tức giận giống to, vội vàng quay trở lại. Sau đó nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh trống rỗng, ngoại trừ hải binh yêu tướng tử thương thảm trọng và tân khách của Hồng Hồng Đại Hội thì nơi nào còn có nửa bóng người. Truy, không tiếc toàn bộ, phải bắt tiện người kia trở lại. Ngũ Vương Tử tức giận kêu to, vừa nghĩ tới mẫu hậu nghiêm phạt thì cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của Lục Vương Tử cũng lóe lên, trầm giọng nói. Đừng lo lắng, gọi con chó điên kia tới, hắn am hiểu truy tung khí tức của chân long nhất. Lời này cũng nhắc nhở Ngũ Vương Tử, hừ lạnh một tiếng, lấy ra một gương đồng, tiện tay tế ra vào trong hư không. Cùng Lục Vương Tử cắn ngón trỏ, vẩy huyết dịch vào trong kính. Huyết dịch tiến vào kính, trên mặt kính bắn ra quang hoa chói mắt, sau đó đột nhiên bắn vào đỉnh đầu của Xích Long. Xích Long vốn bởi vì mất đi đối thủ đang điên cuồng gầm rú ở trên không trung, nhưng bị quang hoa bao lại, khí thế biến mất. Nó lần nữa trở nên mê man, đồng thời thân thể không ngừng run rẩy, dường như là đang sợ. Ngao liệt, người muốn trở thành một đời chân long không? Vậy thì xé nát tất cả huyết mạch cạnh tranh với người. Thời điểm ở trên đời còn sót lại một chân long, người chính là Long Vương. Hôm nay tất cả người có huyết mạch Long Vương đều sắp chết sạch sẽ, chỉ còn lại một cái sót lại. Lấy huyết mạch chân long của người, hắn hẳn có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Đi tìm nàng, tìm được nàng, giết chết nàng, ăn nàng, như vậy ngươi là chân long duy nhất trên thế gian. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử nói tựa hồ mang theo đầu độc mãnh thiệt, cũng không phải là ngũ chú ngữ, nhưng ở dưới gương đồng chiếu rọi lại mang theo lực lượng to lớn. Ánh mắt của Xích Long dần dần trở nên mê man. Một lát sau, ý khát máu đại thịnh. Xích Long ngẩng đầu lên cơ kêu to, đột nhiên thoát khỏi quang hoa của gương đồng bao phủ, thân hình nhắm phương hướng tây nam lao đi. Tốc độ nhanh như là thiểm điện, trong nháy mắt đã ra ngoài hơn 10 dặm. Ngũ Vương Tử nhất thời ngẩn ra. Chúng ta còn chưa thu hồi gương đồng, sao hắn đã động? Lục Vương Tử cũng có chút ngoài ý muốn cau mày nói. Đại khái là lần đầu tiên chúng ta thông qua gương đồng khống chế
có chút không thuận. Ngũ Vương Tử nhìn thoáng qua Khương Đồng, phía trên có một tia huyết tuyến lưu chuyển, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói: bản mạng chân huyết vẫn còn, mẫu hậu ban thưởng Khương Đồng có thể khống chế nó, hẳn là không ngoài ý muốn, chúng ta mau đuổi theo. Không kịp thảo luận, bọn hắn cũng vội vã chạy đi, không thì lấy tốc độ của Xích Long, sợ rằng qua không được bao lâu sẽ bay ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Tuy bọn hắn có thể thông qua Khương Đồng triệu hồi, nhưng Xích Long này điên điên khùng khùng cũng có khả năng gây ra đại họa. Bởi vậy chỉ hơi dừng một chút, liền lệnh thủ hạ quét sạch hai vực này, sau đó vội vàng bay theo. Nhưng hai người cấp bách đã không ý thức được phương hướng Long Phong đuổi theo căn bản không phải là phương hướng mà Liên Nữ mang theo Long Nữ ly khai. Lại nói Phương Hành và Kim Ô chạy về phía tây một lúc, thấy phía sau không có người đuổi theo, biết Liên Nữ xuất thủ cứu giúp, hấp dẫn Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử trở lại, tính là cho mình một con đường sống, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Không cần phân phó, Kim Ô dạo hoạt lập tức vòng về hướng nam, muốn cải biến phương hướng miễn cho bị người đuổi theo. Phương Hành lấy ra ngọc giản mà Liên Nữ để lại, muốn xem nàng nói cái gì. Trong lúc đồng hành, tất cả bảy người tìm ngươi cần phải cẩn thận, linh khí là thiên địa bản nguyên, tự bảo vệ mình thì nên ít dùng linh khí. Hôm nay mặc dù ngươi thâm nhập hoang hải, rời xa đại lục, nhưng linh khí khẽ động, thiên cơ trong u minh tự có cảm ứng, đại tu sĩ có thể mượn thiên cơ tìm được ngươi. Trải qua hồn quang của ta cảm ứng, cuối nam hải có một nơi có thể che đậy thiên cơ, có thể để ngươi náu thân, mong ngươi cẩn thận, chớ có chết ở trên đường. Ta có một phương pháp có thể tạm thời che đậy thiên cơ, nếu có nguy nan có thể dùng nó để thoát thân. Chưa thành kim đan thì không thể gây chuyện nhiều, nếu không thì dựa vào ma tổ quyết che đậy khí tức, chỉ có thể tạm thời mà thôi. Phương Hành nghe xong, phát hiện đây là lời khuyên sau cùng mà Liên Nữ lưu cho mình, trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Nhà đầu kia coi mình và Kim Ô như hạ nhân, giúp nàng tìm thức ăn ngon khắp nơi, xem ra cũng còn có chút lương tâm. Ta xem qua các thuật pháp của ngươi, vụn vặt rầm rà, tuy có thể ngang dọc nhất thời, nhưng sợ khó vấn đại đạo, cửu quan cực kỳ huyền ảo, căn cơ của thiên nguyên, hồn quang ta diễn biến đại thiên, biết Nam Hải có một bộ thần công, nếu lấy được có thể đặt nền móng kết đan, vấn đỉnh đại đạo. 300 năm sau, lúc đại kiếp nạn tới, trên tiên thay, mong người có được tạo hóa, cùng ta chinh chiến tam thập tam thiên. Trong ngọc giản còn thuật một sự tình, cũng có một vài giải thích trong tu hành. Chắc là lúc đó tình thế nguy cấp, vì cứu lòng nữ, Liên Nữ không kịp nói kỹ, đều lấy thần niệm lưu lại ở trong ngọc giản. Phương Hành rất nhanh nghe xong, trong lúc vội vã cũng khó giải thích kỳ ý, chỉ mơ hồ nghĩ Liên Nữ cực kỳ coi trọng Nam Hải. Lão Kim, cuối Nam Hải có một chỗ có thể che đậy thiên cơ sao? Phương Hành mở miệng hỏi. Cuối Nam Hải? Kim Ô nghĩ một chút, đột nhiên run rẩy, thất thanh kêu lên. Không phải là địa phương quỷ quái kia chứ? Trong lòng Phương Hành rùng mình, vội hỏi, ngươi biết sao? Hắn thầm nghĩ, nếu Kim Ô biết chỗ này, vậy thì đơn giản. Nghe Liên Nữ nói, hắn cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình. Những đại nhân vật muốn tìm mình kia dĩ nhiên lợi hại như vậy. Mặc dù mình đã rời Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đối phương có thể thông qua thiên cơ tìm kiếm, trừ khi mình giống như là con chuột không ngừng trốn đi, vĩnh viễn không dùng linh khí. Bất quá Liên Nữ càng nói, bản thân tu luyện ma tổ quyết hẳn chỉ là hắc kiếm truyền công pháp vô danh, bên trong có liễm tức thuật, có thể che đậy thiên cơ. Chỉ là hôm nay tu vi của mình quá thấp, còn hiểu không được rất nhiều, cần tới kim đan cảnh tu luyện liễm tức thuật tới cực hạn mới có thể chân chính lừa dối, không bị nguyên anh cảnh thông qua thiên cơ phát hiện. Như vậy hôm nay sự tình mình ngược lại đơn giản, tìm một chỗ tạm thời an toàn kết thành kim đan lại nói. Chỉ là không nghĩ tới, Kim Ô nghe hắn nói lại sợ hãi kêu lên, người sẽ không thật muốn đi chứ? Phương Hành ngạc nhiên nói, đến cùng là địa phương nào, rất nguy hiểm sao? Kim Ô thở dài nói, nguy hiểm tự nhiên là nguy hiểm rồi, ngược cũng không có gì phải sợ. Từ khi Kim gia ta đi theo người lăn lộn, ngày nào mà không sống trong sợ hãi chứ? Nguy hiểm gì đó đã sớm nhìn quen rồi. Nhưng đáng sợ là chỗ đó căn bản đi vào là dễ, nhưng mà đi ra thì khó. Tại sao đại tiểu thư lại muốn người đi tới chỗ đó, muốn nhốt người ở bên trong khổ tu sao? Đi vào dễ, đi ra khó à? Phương Hành nao nao, không nghĩ tới Kim Ô sẽ nói như vậy. Kim Ô kêu lên, nói khó là còn dễ nghe đấy. Rất nhiều người cho rằng địa phương quỷ quái kia căn bản chỉ là có thể đi vào mà không thể đi ra. Một khi đi vào thì không khác nào tự giam mình, sợ là cả đời cũng không thể đi ra. Trừ khi
Từ khi có địa phương quỷ quái kia, chỉ có người bị cừu gia truy sát đường lui mới có thể chui vào trong đó. Vừa chui vào thì không cách nào có thể ra ngoài được nữa. Phương Hành nghe xong, chân mày không khỏi nhíu chặt. Suốt cục là địa phương quỷ gì chứ? Kim Bồ nói: nơi thiên địa cắt đứt trong truyền thuyết Nam Hải Quy Khư. À, chắc là nghỉ ở đây thôi. Một tập ngắn ngắn thôi nha các bạn. Và chúc các bạn ngủ ngon.